Trong những năm gần đây, công tác huấn luyện và đào tạo cho đội ngũ quản lý giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã và đang được các cấp ban ngành rất quan tâm. Nhiều khóa học được tổ chức với mục tiêu nâng cao kỹ năng quản lý và điều hành trong các trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và đại học. Theo các chuyên gia quản lý và nghiên cứu giáo dục, trách nhiệm lãnh đạo một trường học hay quản lý nhiều trường học trên một địa bàn cũng vất vả không kém việc lãnh đạo một doanh nghiệp. Thậm chí, đôi lúc còn nhiều thử thách hơn, đặc biệt là áp lực của nhà trường khi mang trách nhiệm to lớn, đó là đào tạo thế hệ trẻ, có cả đức lẫn tài cho đất nước. Từ những suy nghĩ về việc nâng cao động lực cho đội ngũ giáo viên cùng các nhà quản lý giáo dục nhằm tạo tiền đề cho quá trình phát triển lâu dài và bền vững, việc xây dựng văn hóa nhà trường vững mạnh ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của học sinh và cách thức để tạo cầu nối hiệu quả hơn giữa ban giám hiệu, thầy cô, phụ huynh, học sinh nhằm huy động nhiều chủ thể tham gia vào quá trình đào tạo học sinh. Tập đoàn huấn luyện và tư vấn triển khai Topian đã tổ chức khóa huấn luyện Leader Mindset, mô thức lãnh đạo dành cho ban giám hiệu với sự tham gia của gần 60 thầy cô giáo đến từ phòng giáo dục các quận huyện, hiệu trưởng, hiệu phó các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số trường tại Hà Nội. Điểm khác biệt của khóa huấn luyện này với các khóa huấn luyện truyền thống khác là khóa huấn luyện này ứng dụng các kỹ thuật từ trải nghiệm tâm lý đặc biệt với nhiều cảm xúc đan xen, đưa người tham gia đến trạng thái lý tưởng của mô thức, từ đó giúp thay đổi mô thức người học. Mô thức này sẽ quyết định cách người ta suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá một vấn đề, giao tiếp, quản lý, điều hành và ra quyết định. Khóa huấn luyện này đúng là thì có 2 ngày. Thì hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ các cái lãnh đạo, các đơn vị ban giám hiệu trong việc triển khai. Thì chúng tôi đang triển khai cái bằng cái kỹ thuật là dùng kỹ thuật NLP, tức là kỹ thuật để làm sao thay đổi được cái mô thức, cái nhận thức là chính. Từ cái mô thức, cái nhận thức đó bắt đầu nó dẫn dắt tới hành động. Từ hành động chúng ta mới đạt được kết quả. Thì chúng ta đang tập trung vô cái tiếng Anh gọi là mindset, tức là mô thức, bằng những cái trải nghiệm tâm lý đặc biệt để làm sao tạo ra sự thay đổi cho người lãnh đạo. Và từ sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra cái hành vi, và từ đó nó sẽ lan tỏa đến cấp dưới. Bởi vì chính cái tầm của người lãnh đạo nó sẽ quyết định, và tầm đó mà thay đổi thì sẽ quyết định một tổ chức thay đổi. Và chúng tôi đang tập trung vào cái phần này. Về mặt bản chất thì dù lãnh đạo nào thì nó cũng đều giống nhau ở một cái điều cơ bản là lãnh đạo đã. Nên là dù lãnh đạo cho các doanh nghiệp hay lãnh đạo của một trường học cũng đầu tiên phải là lãnh đạo. Như vậy cái khóa huấn luyện này nó không khác gì so với khóa mô thức lãnh đạo cho doanh nghiệp. Nó chỉ khác nó là sự tích hợp giữa 2 yếu tố, vừa phải là lãnh đạo của một tổ chức nhưng anh phải là một nhà giáo dục. Như vậy cái sự khác biệt lớn nhất của cái khóa huấn luyện này đó là anh phải là nhà lãnh đạo nhưng phải là nhà lãnh đạo giáo dục. Còn ngược lại với các tổ chức doanh nghiệp thì chính và lãnh đạo chính là chính. Nhưng còn đối với cái khóa này nó là gồm 2 yếu tố, vừa là lãnh đạo một tổ chức như mọi tổ chức khác nhưng anh phải bị thêm cái áp lực, cái trách nhiệm rất nặng của một người làm giáo dục, đó là gọi là yếu tố của giáo dục ở đây. Như vậy là lãnh đạo nhưng mà phải là nhà lãnh đạo giáo dục. Nội dung khóa huấn luyện là sự chia sẻ của thầy cô ban giám hiệu các trường về giá trị, cách thức xây dựng văn hóa nhà trường, những hoạt động cụ thể để hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện, góc nhìn về triết lý lãnh đạo bản thân kiệt xuất, đồng hành trong một gia đình bền vững, xây dựng một tổ chức giáo dục trường tồn mà các chuyên gia đã nghiên cứu. Khóa huấn luyện được bắt đầu bằng trải nghiệm tâm lý đầu tiên là bịt mắt các học viên tham gia và yêu cầu học viên tìm đường đến phòng học với sự hỗ trợ của các thành viên ban tổ chức. Trải nghiệm này để cho các học viên mất định hướng, từ đó tự dò tìm lối đi và thông qua đó suy gẫm về những gì bản thân đã trải qua, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa khi luôn có những người thân yêu bên cạnh. Sau trải nghiệm tâm lý đầu tiên, các học viên đến với các nội dung huấn luyện như cách thức ra quyết định và chiến lược cuộc đời, các giá trị nền tảng của con người, mô hình xây dựng văn hóa nhà trường, mô hình phát triển học sinh toàn diện, các bước hoàn thiện hành vi lãnh đạo. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng việc cho học viên trải nghiệm tâm lý, với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, xen kẽ vào lý thuyết trong trọn một ngày học, đa số các học viên đều cảm thấy mới mẻ và bổ ích. Hiệu trưởng các trường tiểu học của thành phố thì cũng rất muốn là thay đổi cái làm sao cái công việc giáo dục của trường mình đạt được hiệu quả. Thì qua cái khóa huấn luyện này thì hiệu trưởng của các trường cũng có một cái cơ hội để mở mang thêm cái mảng kiến thức và chia sẻ những cái kinh nghiệm, và đặc biệt là họ tự tin hơn trong cái quá trình họ sáng tạo trong cái công tác quản lý ở đơn vị
của họ và bản thân tôi thì cũng vậy. Điều cảm thấy tâm đắc có nghĩa là về cái một là thay đổi cái mô thức, cái nhìn về cái người quản lý. Người quản lý không phải là chỉ có tâm, có tầm, mà ở đây nó là một cái sự dũng cảm và dám thay đổi. Và thay đổi không phải là trông chờ ở trên xuống, mà tự ở nội một cái đơn vị. Thì cái cách họ thực hiện là từ đơn vị để mà dần dần lan truyền ra trong đơn vị và các đơn vị khác, để làm cho giáo dục ở các cái cơ sở thay đổi từ gốc. Thực ra là chúng tôi làm cái công tác quản lý giáo dục đã lâu, thì đây là một cái hình thức để chúng tôi hệ thống lại và nhìn nhận và tin tưởng vào những cái công việc mình đã đang làm và sẽ làm, cảm thấy tự tin hơn, và như vậy là rất là có hiệu quả. Tôi thấy là rất là hữu ích. Đọc về nội dung của chương trình, mình có một cái cảm nhận khi chưa tham dự rất là tò mò, rất là thấy có những cái điều rất mới mẻ. Và qua một nửa ngày tham gia học tập và trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, mình có cảm giác cũng tương đối là đan xen. Cái đan xen thứ nhất đó là buổi học mang đến cho học viên rất nhiều các cái diễn biến tâm lý, và qua các cái hoạt động trải nghiệm, mỗi một cái diễn biến tâm lý đó giúp cho bản thân tôi nhìn lại được cái quá trình của cuộc sống hàng ngày của mình và cái quá trình công tác, nhất là cái quá trình quản lý của nhà trường. Thì nhìn nhận lại và đánh giá lại được những cái công tác của mình. Mong muốn buổi chiều này, ngày hôm nay sẽ chốt được những cái diễn biến đó, sẽ đúc kết lại thành những cái tâm lý và thành cho giúp chúng tôi có thêm những cái kinh nghiệm hơn trong cái quá trình lãnh đạo nhà trường, và để đưa nhà trường hướng tới giáo dục học sinh một cách toàn diện hơn và hội nhập hơn với các nước tiên tiến ở trên thế giới. Thực sự mà nói là những cái nội dung của khóa tập huấn thì thấy là nó thực sự tác động đến tâm lý, tình cảm của mỗi người, của bản thân, và từ cái tác động đến tâm lý khiến mình phải suy nghĩ và điều chỉnh. Chắc chắn là có điều chỉnh đến cái hành động của mình. Khóa huấn luyện Leader Mindset, thay đổi mô thức lãnh đạo, là chương trình trải nghiệm và thực hành ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy kết hợp công cụ Coaching chuẩn của Liên đoàn Coaching Quốc tế ICF, nhằm thay đổi và phát triển khả năng lãnh đạo rõ rệt từ mô thức đến kỹ năng. Phương pháp tiếp cận của chương trình huấn luyện khá mới mẻ, bắt đầu từ mô thức chứ không phải từ kỹ năng hay kiến thức lãnh đạo như các khóa học truyền thống khác. Khóa huấn luyện giúp học viên phá bỏ đi các tác nhân gây cản trở khả năng lãnh đạo bẩm sinh trong tiềm thức mỗi người và tạo cho học viên những nhận thức tích cực, giúp học viên có cơ hội được thực hành và trải nghiệm các kỹ năng, phẩm chất, tư duy, nguyên tắc lãnh đạo nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý bản thân, gia đình và cơ quan tổ chức trên quan điểm chính là tu thân, tề gia, lãnh đạo người khác. Tập đoàn Topian hiện đang triển khai hai khóa huấn luyện Leader Mindset, một dành cho lãnh đạo các công ty doanh nghiệp và một dành cho các nhà quản lý giáo dục, ban giám hiệu các trường học, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của giáo dục đất nước. Bên cạnh khóa huấn luyện Leader Mindset, tập đoàn huấn luyện và tư vấn triển khai Topian đã và đang triển khai song song khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng, đào tạo nhân cách và kỹ năng sống dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3. Với khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng, học sinh được huấn luyện phát triển nhân cách theo văn hóa Á Đông, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Qua đó, các em sẽ học được cách yêu thương gia đình, xây dựng lòng tin và nhận thức giá trị bản thân, loại bỏ những thói quen xấu. Đặc biệt, với khóa huấn luyện này, các bậc phụ huynh sẽ cùng con em mình tham gia tất cả trải nghiệm tâm lý có trong chương trình để biết được những nội dung mà các em được học, cũng như cảm nhận được những thay đổi tâm lý từ các em. Đây cũng chính là điểm mới mẻ trong phương pháp đào tạo.
cũng bắt đầu từ năm 2012 sau 3 năm triển khai. Hai khóa huấn luyện Leader Mindset và Nhân Trí Dũng đã phần nào thu được những phản hồi tốt từ phía những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị giáo dục và những bậc phụ huynh học sinh đã tham gia. Điều đó tạo nên động lực lớn để các thành viên ban tổ chức nỗ lực hơn trong công tác giảng dạy, cũng như xây dựng thêm những khóa huấn luyện mới dưới nhiều hình thức để các thầy cô giáo ở những vùng sâu, vùng xa hay những em học sinh nghèo cũng được tham gia, đúng như những ý nghĩa nhân văn mà các khóa huấn luyện muốn đem đến cho cộng đồng. Em thì em thích nhất cái trải nghiệm về sự dũng cảm và cái trách nhiệm, vì nó rèn luyện cho em về cái tính độc lập và tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và những người xung quanh. Thầy Tâm đã truyền đạt được rất nhiều bài học cho chúng em sau hơn một ngày huấn luyện ở đây, thì bao gồm là về tình cảm gia đình, rồi sự yêu thương, rồi những giá trị của cuộc sống, của bản thân mình và định hướng tương lai ở tụi em. Em muốn cảm ơn thầy Tâm vì đã tìm cho em được cái đam mê của mình và đã giúp em nhận thức được giá trị của bản thân sau 2 ngày học này. Với 2 ngày huấn luyện thì các bé đã phần nào đó cảm nhận được, cảm được nhân là gì, trí là gì và dũng ra sao. Tôi cảm nhận được điều đó. Và tôi tin rằng từ ngày hôm nay trở đi, từ cái khóa huấn luyện này trở đi, các cháu sẽ có được một cái hành trang rất quý báu để vào đời. Chị nghĩ trong nhà trường hiện nay thì đúng là chỉ chú trọng về những cái kiến thức văn hóa, học lý thuyết. Cho nên chị nghĩ cái vấn đề đưa cái kỹ năng sống vào trong nhà trường là vấn đề rất là cần thiết. Thì các cháu có thể trải nghiệm những cái thực tế, những cái ứng dụng sau này để khi mà các cháu rời ghế nhà trường thì các cháu có thể có một cái chuẩn bị tốt hơn về tâm lý, về tinh thần, về kiến thức để các cháu không có bỡ ngỡ trước cái cuộc sống của mình sau khi mà 2 ngày học. Thì chị thấy con chị là thể hiện được cái nhân của mình nó hoàn thiện hơn. Bé biết chia sẻ, quan tâm tới người xung quanh. Mà bé trong cái trò chơi, bé dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn nhận những cái lỗi mình sai. Rồi chị thấy bé xây dựng cho mình những cái ước mơ. Khi tối về bé có kể chuyện với chị, nó hai mẹ con nói chuyện với nhau, rồi bé nói là con rất là thích cái chương trình này, con rất là tâm đắc vì con cảm thấy là con tốt hơn khi con học cái chương trình này. Nó con mạnh dạn, con tự tin hơn, rồi con có trách nhiệm với bản thân của mình hơn. Khi tham gia chương trình này thì không phải chỉ đào tạo những kỹ năng sống cho các em học sinh mà còn kết nối giữa phụ huynh và học sinh thông qua các chương trình, các trò chơi. Mà qua cái kết nối đó thì bản thân tôi là một phụ huynh thì tôi cũng cảm thấy là mình cũng phải có những cái điều chỉnh thích hợp để mình hiểu đúng về con mình và tạo được cái môi trường tốt nhất để con tình mình tự tin làm việc. Quá trình hội nhập với thế giới đòi hỏi nước ta phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và không ngừng bồi dưỡng cho thế hệ trẻ. Việc đào tạo cho thế hệ trẻ ngày càng cần rất nhiều yếu tố và cũng yêu cầu nhiều chủ thể cùng tham gia vào quá trình này. Và muốn giáo dục một cách toàn diện cho học sinh thì trước hết các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng cần phải nắm được những giá trị nền tảng của bản thân, những kiến thức chuyên môn và xã hội cần thiết, cũng như những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, để cùng chung tay phát triển thế hệ nhân tài cho đất nước.